chào tất cả anh em nha. Rất vui gặp lại anh em trên kênh YouTube của mình. Đầu video vô chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bữa nay mình làm một clip quay chia sẻ anh em xem sơn lại cái con máy cày này anh em ơi. Cày này cũng nắng mưa quá đi cũng xuống màu và nó rổ hết rồi. Giờ mình phải mài ra rồi lót trét lại. Mình cũng mài vệ sinh xong hết rồi. Mình quay chia sẻ anh em xem lúc trét bột với sơn màu rồi sơn lót rồi nha. Nói chung là vệ sinh thì mình cũng đã quay nhiều, nói nhiều với anh em rồi. Clip nào cũng vậy thôi, xe nào vô cũng vậy. Vô mình cũng mài quay vệ sinh rồi cạo tẩy sơn ra rồi lót xám lại rồi trét bột sơn lên. Nhưng mà ngày sơn thì cái xe nào vô cũng vậy hết, khác nhau cái là chỉ có màu này màu nọ thôi. Cho nên mình quay mình chia sẻ anh em xem. Thấy có ý nghĩa giúp ích cho anh em thì anh em nhớ cho mình xin lại một like nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm ký kênh ủng hộ mình, có động lực mình làm những clip tiếp theo cho anh em xem. Nhớ chia sẻ cho bạn bè xem ủng hộ mình cảm ơn anh em nhiều. Giờ test bột lại rồi khô trà hết ra rồi, giờ xung mâm xung đồ lại. Nhưng cũng như là tăng trang lại cho nó mới mới rồi. Rồi kết xong rồi giờ lót xám lên anh em ơi. Đây mình làm cái clip này mình cũng trả lời cho bạn mình không biết, bạn nào mình không biết nhưng mà có comment em biết là hỏi sao mà trét bột mà thẩu lên nó không liền, thì sẵn bữa nay mình làm clip này mình trả lời với bạn luôn nha. Nếu trong khi bạn trét bột xong là bạn phải lấy nhám trà ha, trà cho nó liền là nó liền mí được, nhưng mà trét bột mình trét dao là đâu có liền được. Mí lúc nào cũng có, không biết mỏng hay là dày thôi. Nếu mà trét mỏng thì mình nhẹ trà, trét dày thì mình nặng trà chút. Thì cho nên là bạn thấy lấy nhám xả cho liền như vậy nè. Đó, cho liền hết dày mình mới thổi được, nó mới liền mí được. Đó điều thứ nhất. Thứ hai các bạn hỏi tại sao mà sơn lên mà bột vàng nó hơi dảnh mí. Thì sẵn mình cũng nói luôn. Dảnh mí cái là nếu mà mình lót nét như vậy, mình nếu mình không lót lại xám lại xám keo lại thì thổi màu lên lúc nào đâu phải là dảnh mí hết. Cái mí ngoài giá nào cũng không dảnh hết, tại ngoài nó mỏng nè, trong này nó dày, ngoài này nó mỏng thì lúc nào nó phải dảnh mí hết. Cho nên là bạn phải lót xám lên nước đi cho nó đè cái mí lại ha, nó đè cái mí lại mình thổi màu lên là nó không bao giờ nó dảnh được. Lót xám xong cái mình bọc nó lại, mình lót màu mình lên, lót cái màu lót của mình, cái nền nó mình lên là lát nữa mình thấu màu, thấu keo nó không có dảnh mí đó. Thế mình trả lời bạn luôn, nếu mà thấy được thì có ý nghĩa thì mình rút kinh nghiệm ha. Không biết anh em khác làm như thế nào mình không biết, còn mình thì mình làm cứ làm vậy thôi. Cho nên là hỏi mình thì mình chỉ vậy, còn nếu bạn nếu ấy thì bạn tham khảo thêm nhiều anh em khác nữa cho rút kinh nghiệm. Bây giờ trước mắt thì mình cũng trét xong mình trà rồi, bây giờ lót xám lên rồi mình bọc trở lại là mình lót màu lên, mình kiểm tra để nào nó còn sọc hay là còn lằn gạch hay là thẹo thùng đó mình sẽ trét lại lần nữa rồi mình mới lên màu. Lúc đó là cái mí bột xám mình không bao giờ mà thổi keo lên mướt, thổi bóng không màu mướt, không bao giờ nó dẫn được mí này. Giờ mình sẽ lót xám lên thôi. Cái trét bột đó là nó bọc phải trà nha, nhớ phải trà, lấy nhám trà cho nó liền, liền cái mí này lại rồi nó mới cái mặt của mình nó mới thẳng được ha. Rồi sơn nó mới thẳng được, nếu mà mình kép mà không trà thì thổi lên lúc nào nó có mí rồi. Để
diễn dao mình đét đâu hồi nào mà liền bằng cái dĩ nhám mình chà đâu. Còn nếu mà mình để dầm hở lên mà không lót xám lại thì lúc nào màu nó thấy chỉnh cái mí nó lên rồi. Nên bạn nếu mà bạn coi được clip này thì mình cũng trả lời vậy bằng kinh nghiệm ha. Mấy anh em khác làm như thế nào thì mình cũng không biết, nhưng mà mình làm vậy đó mình chỉ dẫn vậy thôi. Rồi giờ mình lót xám lên thôi. Lên. Mình có coi cái comment của bạn thì bạn có hỏi mình cũng có để số điện thoại đó, cần thiết thì bạn cứ điện thoại cho mình. Cái số điện thoại mình cũng là cái số của Zalo luôn á, cứ điện Zalo mình cũng được, các bạn Zalo mình đi rồi điện nên mình nói chuyện nó nhiều hơn. Giờ nếu mà lót lên vậy thì em nên chỉnh cái bếp nó xè ra bự xíu đi ha, cho nó thổi nó dễ viết mà nó nhưng mà chỉnh nhỏ quá thì thổi nó bị sọc, nó không đều vào á, bên tay mình kéo không đều thì nó bị giận ha, nên mình chỉnh bếp hơi xè ra chứ thổi nó không có giận. Nếu mà mặt bằng nó bự thì mình chỉnh bếp bự ra, còn mà nếu mấy món nào nhỏ thì mình chỉnh nhỏ lại để bự qua nó bay hết. Rồi giờ lót màu hồng lên anh em ơi. Cái này nếu mà cái màu hồng, cái màu bột đỏ này anh em khỏi lót xám lại cũng được. Tại vì cái màu này nó cứng lắm, nó không bao giờ sợ dãnh mí. Chỉ có màu bột vàng là nó dãnh mí thôi, mình mới lên lót xám mình đè dằn cái mí lại. Còn bột đỏ này thì mình để dành lót thẳng màu hồng luôn rồi mình lên màu đỏ luôn cũng được. Nó không có, bột này nó cứng, nó chà, nó thổi lên nó không dãnh mí luôn. Nên em khỏi sợ là cái bột đỏ này mà dãnh mí là không có. Mình lót lên bây giờ mình kiểm tra lại cái mình lên màu đỏ luôn. Nếu mà anh em mà lót xám không mà không lót lại màu hồng á, lên màu nó khó lên hơn cái mình lót xám của lót lại màu hồng. Lót màu hồng thì lên màu đỏ nó dễ lên hơn, nhẹ màu hơn. Màu đỏ anh em lên dùng hai nước rồi nó liếp, nó đẹp hơn, nó dày rồi. Còn nếu mà lót xám mà không lót màu hồng lại thì nó lên tới 3 nước, 4 nước nó mới liếp được. Tại vì xám ở trong nó ẩn cái màu đen ra đó. Cái màu mình đen đó.
xong xuôi hết rồi, giờ lên màu anh em ơi. Mình thử lót màu hồng như vậy, mà lên màu đỏ hai nước cho nó nhẹ lên. Nhưng mà mình không lót gì lên màu nó nặng lên mà nó màu nó không có trâu, nó không có đẹp. Nếu mình lót xám không mà lên màu này thì nó không có trâu, nó không đẹp bằng lót màu hồng như vậy. Mình không màu cũng thử hai nước cho nó dày đi. Hai nước keo đổ hai nước luôn, nó dày lên cho nó bóng kìa. Okay.
có sơn hai nước vậy, nó màu lên màu nó dày đẹp. Cái một hết rồi, giờ thử keo lên anh em ơi, thử keo lên anh em, chịu khó pha keo thử hai nước đi, hai nước cho nó bóng.
xui hết rồi anh em ơi, trong hết một con cái cài gấp vô xong rồi, tem đồ cũng dán xong hết rồi, giờ chờ chủ lại giao hàng thôi. Mình xin kết thúc video đây nha. Anh em có thấy được clip này thấy có ý nghĩa, thấy có làm đẹp phương tiện cho anh em thì anh em nhớ cho mình xin là một like anh em. Nhớ chia sẻ cho bút cho bạn bè xem, đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn anh em nhiều. Chào tất cả anh em nha. Hẹn anh em clip sau.